so complicated, you know? Like a vase. Damn, it's like a vase. That's it. Dear Dragon. Lil God. G.O.D.'s. Check it. Check it. Hey, chỉ vì ánh mắt thơ ngây đã làm tâm hồn anh ngất ngay đó. Gương mặt em ngời sáng, mái tóc hồn nhiên bay trong gió. Nhìn thiên thần bé nhỏ em có biết hay không đó. Anh đứng ở góc phố này chỉ mong nhìn mặt em thôi đó. Và chỉ muốn hỏi một câu là em đã có người yêu hay chưa đó. À quên, nãy giờ anh lo nói chuyện mà quên hỏi tên. Em tên là chi, nhà em ở đâu nè? Dạ em tên là Hà, nhà em ở dưới cầu. Oh, em tên là Hà sao? Anh cũng đoán như vậy. Anh chỉ hỏi thế đấy, anh có hơi nhiều chuyện. Nếu mà em không có phiền thì anh sẽ đưa em về nhé. Yeah. Được không hả? Để bé bồng bồng hai má hồng hồng. Em đi đâu đó, đâu chuyện đón anh hả? Mình hãy đi ăn sau đó. Mày là hai đứa mình chưa là gì của nhau đâu đó. Mà anh có nói như vậy thì em cũng đừng có nên câu có. Anh là nè, em thấy anh có đẹp trai như hơn. Và anh muốn tặng em thật là nhiều bông như bên. Đó tới giờ chưa có cặp trai gái nào lạ như mình. Và mùa đông này sẽ khiến tụi mình cảm như tới. Lành lòng là anh chưa có quý em bằng mạng mình. Nhưng em sẵn sàng cho em cơ hội làm bạn tình. Giai bản đủ rồi, bây giờ anh chọc em như diệu. Em có tức hay không mỗi khi anh nói là em nhìn liễu. Anh nghe như vậy đó thì có cô được em không? Cho như bông đã có chủ như họa mi đã có lòng. Lỡ viết bài này rồi thì thu như sẽ không đùa nữa. Cuối năm nay có lẽ em sẽ không còn đùa nữa. Em, alo, chiều nay chúng ta cùng nhau đi coi phim nhé. Anh mới mua từ thằng bạn của anh được hai chiếc vé. Em muốn đi bộ hay là em muốn anh về em bằng xe? Chiều nay em cứ chuẩn bị rồi anh sẽ qua rước em hé. À nè, khoảng 4 giờ mấy là anh sẽ qua rước ấy. Và ấy phải nhớ bắt phone nha, đừng để anh phải chờ ha. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn thật bi ok. Ôi trời ơi, đã 5 giờ rồi giờ sao không chế thấy em bắt máy nè. Không lẽ hôm nay em ấy cho mình đứng đây mà léo cái. Em làm như vậy thì thật là quá bậy. Anh yêu em thật lòng tại sao em chê như vậy. Nếu em không thích anh thì hãy nói đừng che đậy. Thì anh sẽ yêu người khác và không làm phiền em nữa từ đây. Hey. Rồi trời ơi, đổ nợ rồi, đâu có đời. Thôi anh em mình kéo về nhà nhậu đi mà ơi. Đi mua mấy con vịt quay về đây. Mấy chai rượu về đây tao mày nhậu đi. Bị cho leo cây rồi. Khổ quá đi.